Khi mà bạn nổi nóng, rất khó để làm chủ được bản thân, rất là khó kiềm chế được cái nổi giận của mình. Vậy làm cách nào để các bạn kiềm chế được cái nổi giận, nóng giận của mình để không bộc phá ra bên ngoài? Nếu mà để bộc phá ra bên ngoài thì thôi rồi. Thì cách tốt nhất chúng ta hãy khoan, dừng lại khoảng 3 giây. Chúng ta hít một hơi thật sâu vào và thở ra. Thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bởi vậy chúng ta hãy cố gắng tập hít thở hàng ngày, hít bằng bụng và thở ra nhẹ nhàng. Tại sao vậy các bạn? Tại vì mình có hơi thở ngắn á, cái hơi thở mình ngắn quá thì mình rất là dễ nổi nóng, dễ nóng giận. Khi mà mình có một hơi thở sâu thì mình rất là khó nóng giận. Những người dễ nổi nóng là cái mặt rất là đỏ, khi nóng giận lên mặt rất là đỏ, có những hơi thở rất là ngắn. Còn những người rất khó nổi nóng thì khi mà dù bạn có nói gì chăng đi nữa, người đó khuôn mặt rất là bình thường, có khi tỏ ra một chút gì đó thôi, chứng tỏ người đó có hơi thở rất là sâu, hơi thở rất là sâu. Bởi vì người ta biết kiềm chế được cái cơn nóng giận và kiềm chế được, điều tiết được cái hơi thở của người ta sẽ giúp người ta bớt nóng giận hơn. Hay là những lúc bạn cảm thấy khó chịu trong người, bạn thấy đầu óc của bạn không được thoải mái, làm việc rất là căng thẳng, thì bạn hãy tập trung hít một hơi thở thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, hít thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Thì chắc hẳn, chắc chắn một điều, lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái, giảm chết rất là nhiều đó, sẽ chết rất là nhiều khi mà bạn gặp gặp những điều không tốt làm cho bạn nổi nóng. Hay là bạn uống một ly nước, nuốt đi cơn nóng giận của mình, không còn nóng giận nữa. Nóng giận nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là nhiều. Vậy vậy mình khuyên các bạn cố gắng mỉm cười thật là nhiều và bỏ đi những cơn nóng giận vô bộ nữa nha. Chúc các bạn thành công.